À, xin chào tất cả các bạn đã đến với con lóc của Hải nha thì hiện tại dự án AWW Work đang tiến hành đó là KIC bước 2 nha các bạn Thì sau khi vượt qua KIC bước 2 thì dự án sẽ trả coi về cho chúng ta nha Thì trong video này mình sẽ nói rõ về cái cơ chế trả coi của nó nha các bạn Rồi và cái mà số tóc token của các bạn được trả về là nó phụ thuộc vào cái điểm KIC của chúng ta nha các bạn nhưng mà cái điểm KC đến hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nó chấm như thế nào các bạn ạ. À. Đó là nếu mà cái điểm của các bạn là trên hoặc bằng 90 điểm á, thì các bạn sẽ mở khó lần đầu là được 30% số token nha. Và 70% còn lại các bạn sẽ mở khó trong vòng 18 tháng nha. Thì đối với 30% số token mà chúng ta yêu cầu lần đầu á, nó chuyển về với cho chúng ta lần đầu á, thì một nửa nó sẽ chuyển trước thời gian niêm yết lên sàn tức là trước ngày 19 tháng 12 nha và một nửa còn lại nó sẽ chuyển cho chúng ta trong vòng 5 ngày nha các bạn rồi khi mà cái điểm KC của chúng ta là từ 80 tới 89 đó các bạn thì chúng ta sẽ mở khó lần đầu được 22,5% nha và 77,5% còn lại sẽ được mở khó trong vòng 22 tháng và 22,5% lần mở khó lần đầu á nó sẽ mở khó trước thời hạn một nửa và sau 5 ngày sau nên biết nó sẽ mở khó một nửa nha các bạn rồi và đối với những cái điểm cài xe từ 70 đến 79 điểm chúng ta mở khóa lần đầu á, là được 15% số token nha các bạn. Còn 85% còn lại chúng ta sẽ được mở khóa trong vòng 26 tháng nha các bạn. Thì 15% số token này sẽ được chuyển về ví trong vòng 5 ngày đó là sau limit nha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý nha. Sau 5 ngày limit nha. Rồi đối với những cái điểm mà cai xe đó, đó là từ 60 đến 69 đó, thì các bạn mở khối lần đầu là được 7,5% số token nha Và các bạn mở khối phần còn lại tức là 92,5% sẽ được mở khối hàng tháng trong vòng 30 tháng nha các bạn rồi đối với những cái điểm cai xe mà dưới 60 điểm thì chúng ta không thể nào rút được cái đồng AVV nha các bạn và chúng ta phải đó là xe lại đó các bạn có thể cai xe lại nha và chúng ta sẽ được yêu cầu đó là sau 60 ngày chúng ta mới có thể mà rút cái đồng AVV nha các bạn cho nên các bạn lưu ý nha và đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa biết cái điểm mà cai xe này chúng ta xem ở đâu nha các bạn cho nên chúng ta phải chờ thêm thông tin từ dự án nha rồi và mình có một cái thông tin đến các bạn nha các bạn. Đây là cái thời gian à, niêm yết của cái đồng à, đó là AVV trên cái sàn giao dịch đó là Coinsavvy nha các bạn Thì uh, Coinsavvy là chúng ta đang khai thác cái đồng Coinsavvy luôn đó các bạn Thì các bạn có thể đăng ký uh, cái sàn uh, Coinsavvy để mà chúng ta vừa khai thác cái đồng Coinsavvy Chúng ta cũng có thể vừa đó là uh, giao dịch cái đồng AVV nha các bạn Thì uh, những video hướng dẫn của mình KC bước 1 và KC bước 2 thì các bạn có thể click vào phòng bình luận để mà xem lại cho biết cách KC nha các bạn À, rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.